Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Đứng dậy anh em ơi, pha nó. Cờ la Hải Mây. Ok này, đồ ngon phết nhỉ anh em, thằng bé có cả B90 này. À đâu, MP40 này ngon lành cành đào luôn. Ơ 4x, mình quên. Tí nữa không lượm 4x này. Qua đây lượm cái 4x này. Sơn kỷ niệm hả? Xin lên tầng chơi vậy. Tèo tèo. Ra ngoài này xem thế nào. Đây lúc này thì trong vòng đấu của chúng ta còn lại 39 người chơi nữa mà thôi. Khá là ngon lành khi mình đã có được mũ 2 này, giáp 2 này, ba lô 2 này. Ngoài ra thì cây MP40 sấy cực kỳ là đã tay. Trong khi đó thì có cả FVD nữa. SVD đầu trận chơi cũng ngon đấy. Ê, kia, đứng lại em ơi. P90 sao chơi lại được hả em ơi? Ngon lành nhở. À, chúng ta có thể là lượm thêm được túi máu này. Hợp lý luôn. Quần máu đã. Quần máu đã anh em ạ, cứ phải từ từ. Rồi nha mọi người, let's go. 35 người trận đấy hả? Anh em có muốn trận này kẹo top 1 nữa hay không nhỉ? Thì kẹo sẽ cố gắng kiếm top 1 nữa nha mọi người nhá. Súng điện à? Thôi kẹo nó đi. Cứ qua bên này cả đã anh em ạ. Đây, qua đây. Xem là chúng ta có gì nào. Túi máu này, chỗ này là gì đây? Túi có thương này. À quên, túi có thương và túi máu là 1 luôn. Ây, let's go, mình sẽ qua bên này coi. Ủa? Không thấy anh em ạ, đang rất là vắng nhá. Có thể là nếu mà kiếm được khẩu ska nữa thì cũng ngon à. Nhưng mà đây chưa kiếm được. Mình sẽ coi bên này coi. Tính lượm thêm máu nhưng lại thôi, có 7 túi máu rồi. Thì để cái diện tích anh em lượm đạn để còn chơi nữa chứ. Đây là gì đây? Giáp hỏng hả? Thôi vứt. Giáp hỏng nghe nói là nó chỉ bằng nửa giáp 1 thôi anh em ạ. Ê đừng. Vãi chợt nào gái mì thâm thế. Ui nát mất nửa cái giáp của tôi luôn anh em ạ. Sợ thật. Được. Thằng nào gầy mình mà thâm thế thật. Mất luôn nửa giáp của tôi anh em ạ. May là mình có giáp rồi đấy. Cũng như là mình chạy lẹ qua chỗ đấy. Không là nếu mà chạy chậm chậm cái là thôi xong. Có khi lên bàn điểm số xanh mộ đấy. Tôi một thế nào anh? Ok anh sẽ cố tôi một nha. Let's go. Lên tạm theo cái phí SE đã đi. Đó cứ lên trên đã. Rồi tính sau nha mọi người. Mình chơi được có hai đâu. Kẹo chơi dở lắm, không hai đâu anh em ạ. Rồi ok, 30 người chơi nữa. Đông phết nhở. Bắn súng 3 này, cái bắn súng 1 đi. Giáp 3 mới luôn, ngon lành. Nãy nát cái giáp 2, bây giờ có giáp 3 mới luôn này. Ngoài ra thì chúng ta còn gì nữa không nhở? À, 1451, được. Chơi khẩu này thì còn lắp ống gammonic nữa chứ mọi người. Ngon lành, mình có 6 túi máu này, đồ đạc các kiểu ok này. Thiếu mỗi cái 33. Thì nữa xem kiếm cái 33 này với lại thêm mũ 3 nữa. Thì đồ nó sẽ chất trên người rơi hơn và cái việc kiếm tốt nó sẽ dễ hơn anh em ạ. Ok luôn. Chuẩn bị lên cổng trời nhá. Đây lên cổng trời để quẩy thôi nào mọi người ơi. 28 người chơi đấy hả? Để mình coi. Xem chúng nó ở đâu. Sao là chúng ta còn hạ chúng nó nữa mà anh em. 27 người chơi. Đang còn đông phết. Trong khi đấy thì vòng bo đầu tiên còn chưa thu lại đấy cơ. Nên là chắc là cái việc săn người sẽ khá là mệt và lâu đây. Ăn tạm cái nấm coi. Lấy sức để còn chạy nhờ mọi người nhờ. Rồi để xem nào ngoài này chúng ta sẽ có gì nào. Vậy không có gì cả. Qua đây xem thế nào chứ mọi người. Không có gì luôn. Nâng giáp này. Ăn luôn nâng giáp nhờ. Đi thôi anh em. Ồ như vậy là ở trong UV thì không có ai đâu. À đây. Thằng bé mới lên. Chắc chắn là nó mới chạy lên anh em ạ. Đang ở rất là gần đây nha mọi người ơi. Nó vào nhà chưa nhở? Hình như là nó vào nhà rồi. Nó đang ở ngoài vậy. Đồ mình nhìn không ra vị trí của nó luôn. Ở đây à? Ở đây hả? Ok. Lên bản điểm số luôn.
Thì ra nó ở ngoài, nó ở ngay phía hàng rào. Thảo nào mình chạy mãi mới thấy được anh em ạ. Ok. Kill thứ ba rồi. Chỗ này có người thì phải này. Nãy thấy có ký hiệu bắn súng mà. Cứ qua tạm ở đây cái đã. Có hầm sát này. Xem hầm sát chúng ta có gì không đây. Ồ, có mỗi cái ba lô một. Chán ghê ta. Ba lô một này chơi gì. Mình sẽ qua đây. Có lẽ chúng ta nên lượm thêm đạn súng tiểu liên và vứt bớt đạn súng trường đi là hợp lý rồi nhá. Đi thôi anh em ơi. Nừng giáp, nừng giáp này. Ăn được cái nừng giáp này thì ngon này, có luôn giáp trắng này. À bên trên có người, từ từ đã. Thôi kệ đi, xuống ăn nừng giáp trước cái đã anh em ạ. Có giáp trắng anh em kiểu châu chó hơn. Lên tí xây chúng nó mới đã anh em ạ. Đi thôi. Đến lúc chúng ta phải quẩy lên rồi anh em ơi. Và chuẩn bị có được mạng thứ 4 nhá anh em. Đây, anh em đón chờ nhá, mạng thứ 4 nhá. Thằng bé ở đây tôi nghĩ nó đang ở ngay trên nhà gà anh em ơi. Nó bên trên đấy. Trên nhà gà thì cứ cho mấy quả lựu lên, hên xui thì có thể là ăn được nó luôn anh em ạ. Một quả này, hai quả này, rồi, có không? Không có à? Ủa nó vẫn ở trên luôn. Nó vẫn ở trên nhưng mà anh em lại... Nó né được cả lựu cả. À không, à không. Bên dưới có người. Không phải nó ở trên mà là bên dưới có người anh em ạ. Tưởng né được cả lựu. Thế này thì hơi kinh rồi. Nó đâu ta? Đậu xanh này. Kể cả dính mì nha, anh vẫn sợ được chú nha. Ngồi tạm đây còn máu đã. Tưởng có mìn mà ngon à? Ơ sao mình chưa lên được cái giáp trắng nhỉ anh em? Thế này là thế nào nhỉ? Hình như nãy mình chưa ăn xong mình đã chạy lên rồi thì phải anh em ơi. Tự nhiên không thấy giáp trắng ở đâu luôn. Từ 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 từ. Lượm thêm quả bóng keo đã. Hợp lý này, thêm máu này. Sao có thấy giáp trắng nhỉ mọi người nhỉ? Cái này một đứa ở ngoài này. Một đứa ở ngoài này, đây hả? Tưởng ở đâu cơ? Ngon lành, nam kêu. Ra ngoài lượm xác là thôi mọi người. Đây, xem là xác chủ có gì không nhá. Úi dồi ôi, khá là ngon lành anh em ạ. Xem chúng ta có gì không nào. Mình lút đồ hơi ngáo tí, anh em thông cảm. Đây, tầm này lại xuống dưới thôi. Ba đầu tiên thì thu gần xong rồi anh em ạ. Đấy. Tầm này là thu gần xong rồi. Chúng ta tiếp tục chạy xuống khu dân cư để săn bạn nào anh em ơi. Ok ok. Cố gắng làm thêm trận tốt đấy nhỉ. Như thế là hợp lý rồi. Đẩy xuống phía dưới xem thế nào nào. 17 người chơi nữa. Chạy xuống đây nhưng vẫn chưa thấy vị trí của chúng nó anh em ơi. Nên là anh em cứ bình tĩnh thôi. Bình tĩnh, tự tin và chiến thắng anh em ạ. Nói chung là không có gì phải vội cả. Các bạn cứ từ từ mà chơi thôi. Mình nổ phát thì mất giáp trắng rồi mà anh. Thôi thôi, chắc anh không để ý thảo nào. Ây, chán nhờ. Nổ phát là mất giáp trắng hả? Thế tí anh xem anh ăn thêm cái nương giáp nữa. Anh lại lên giáp trắng luôn anh em ơi. Để còn... Ơ vãi, thính rơi này. Thính rơi kiểu ngáo ngáo nó lăn trên nóc nhà xuống anh em ơi. Thôi ba lượm thính xem. Đây có phải là cái thính ngon hay không? Tiếng gài mìn. Mới chạy qua đã thấy tiếng gài mìn rồi. Dấu hiệu của việc sắp thấy người rồi anh em ơi. Ở khá là xa cả. Có giảm thanh này. Hợp lý. Đã đến lúc trang bị giảm thanh rồi anh em ơi. Ở đây đây. Trước mặt có người nhá. Ui bà nhau ghê vậy. Mấy đứa nó hạ gục nhau cơ anh em ơi. Không phải hai đứa đâu. Mà cho nó clear nhau xong cả rồi. Chỉ vì một cái thính thôi à? Chỉ vì một cái thính có phải gắt như vậy không? Lên bảng. Này. Ui, chỉ vì một cái thịt mấy đứa này gọi là khô máu với nhau anh em ạ. Có scar rồi nhá. Bom keo này. Đúng rồi, qua đây xem có gì nữa không nhở. Kiếm lấy 33 thì ngon anh em ơi. Không có. Thôi lên xe, chạy thôi. 13 người chơi đã nha mọi người ơi. Xem cố gắng khô máu kiếm tốt nào mọi người.
Hello, ở đây có ai không vậy? Mình vừa thừa một cái băng đạn level 2. Vứt nó ra luôn cho nó rộng ba lô anh em ơi, ba lô còn để chứa đồ nữa cơ mà. Đâu? Đây rồi, rồi. Có người đây nha anh em ơi. Nó chạy bộ này. Chạy bộ hải mây. Chạy bộ hải mây. Làm sao đấy? Làm sao đấy em ơi? Làm sao đấy em ơi? Làm sao đấy em ơi? Ăn nổi không? Anh nổi không này? Ui. Khoảng cách thì ok rồi. Mỗi tội là phải dựng một cái hợp lý đã. Nó đang ngay sau mình đấy hả? Thì mẹ ngay đây thôi anh em ơi. Ui đã bị đai rồi. Ghê vậy. Thế thì có đứa ở trên tròi anh em ơi. Có đứa ở trên tròi cơ hả? Ok ok, bình tĩnh bình tĩnh. Mình sẽ ngồi quan sát xung quanh cái đã. Phần này hơi quay có khi chạy lên phía trước làm sao nó này. Ok này, ba lô ba này, ngon. Nãy giờ mình đi kiếm ba lô ba anh em ạ. Bây giờ có cái ba lô ba để xài rồi nhá. Chất lượng luôn. Vứt cái nòng súng 2 ra và nên chữ cái nòng súng 3 vào ba lô thì nó ổn hơn này. Không biết máu mình còn nhiều không, có 5 túi máu hả? Vứt bớt đạn súng trường đi, lượm thêm 2 túi máu nữa, 7 túi hợp lý nhờ. Ơ, thế cái nó vẫn chưa chịu lộ diện, lái xe đi. Mình đoán là nó ở trên tròi thôi. Ở đây trên tròi này. Phải không vậy? Chỉ là mình đoán thế thôi anh em ạ. Không ở trên tròi thì nó ở đâu? Đây có người không vậy? Không có, không có. Vòng lại đi, vòng lại đi. Bo ngày càng đang rất là nhỏ rồi nha mọi người ơi, còn lại mọi người chơi nữa. Căng thẳng phết nhỉ, không đùa được đâu. Ủa? Không chắc đấy nhở. Nếu mà có chân tròn là nó phải sấy xe mình rồi chứ anh em. Đây nó không thèm sấy này. Ui giời ơi. Thử coi nào. Thế có khi chúng ta lại quay trở lại khu dân cư này. Trong này, trong này. Trong xưởng có người. Vứt xe lặng lẽ đấy, ui bo thu rồi. Thôi không ham. Bo thu rồi bây giờ và bo trước anh em ơi, vào mấy cái tròi canh thì anh em hạ gục mạng nó rất là dễ dàng nhá. Đây ở đây có một cái tròi canh này. Bo thu rồi ở ngoài làm gì nữa, không ham hố nha. Vứt xe xa xa một xíu này. Ok ok, đứng đây. Đứng đây kiểu gì cũng có được mạng nha anh em, bình tĩnh. Anh em cứ chờ tôi xem này, đứng đây kiểu gì cũng có mạng. Nãy là mình tia được một đứa ở trong sở cực khí rồi. Tí nữa bo thu xong ngoài này nó sẽ chạy qua ngoài này anh em ạ. Chứ nó không chạy đâu khác đâu mà anh em phải lo. Chờ xíu nhá. Đây, bo đã thu lại rồi nhá. Chạy đi em ơi. Vào đây đi em ơi. À, hình như nó kia rồi, thấy rồi. Thấy rồi nhá mày, thằng bé vẫn đang canh này. Nó đang ngồi canh trong sửa anh em mà nó chưa ra. Chờ nó chạy ra thôi. Chạy ra đi em ơi. À, góc đấy ngon anh em ạ. Góc đấy ngon, góc đấy ngon. Nó vẫn đang còn một xíu ở đây nữa này. Anh em thấy chưa? Anh em thấy chưa? Cái đầu, cái đầu. Cái đầu nó đấy anh em ạ. Cái đầu này. Xong. Good game. Thằng bé chắc là tính canh sọ tôi ấy hả? Canh sọ tôi đâu đơn giản đâu. Mình chuẩn bị bom keo ra ngoài rồi. Let's go. Tiếp tục quẩy thôi. 5 thằng nữa. Khá là vất vả đây anh em ạ. Xem bây giờ hạ chúng nó để còn kiếm tốt đấy nhỉ. Ơ kiểu này là chúng nó có khi là ở cái khu vực nhà máy điện cả rồi anh em ơi. Ngoài này không còn nữa. Không có thấy người con này. Ồ cái đậu xanh. Cái đậu xanh bọn này. Chúng nó ở trong nhà máy điện cả rồi anh em ơi. Tí nữa bo thu cái cho nó bắn nhau điên cuồng cho mày xem anh em ạ. Thế với anh em là như thế luôn. Mình có xe thì chạy nó cũng khá là ngon đấy. Đây này, ngay cả nhà bán ra này cũng không có người này. Trên này, xem một đứa nha anh em ơi. Trên này một đứa nhé, làm sao đấy? Làm sao đấy em ơi? Ok này, tí đai, vãi trưởng thật. Một xíu nữa thôi là mình đã đai rồi anh em ạ. Cuốn máu, cuốn máu. Gắt vậy ai chơi? Đứng gọn ở đây chắc không sao đâu nhỉ anh em. Kìa kẹt thấy rồi. Một đứa hướng 150 nha. Ok 150 có người này. Dựng bom keo ở đây để còn lượm thêm xíu đồ chứ nhỉ anh em. Có thêm bom keo này ngon.
Bom keo thì bạn này có rất là nhiều luôn nha anh em. Nhiều bom keo thế này chơi mới đã này. Hợp lý này. Cái chỗ 150 kia mình nghĩ là không cần canh đâu. Bây giờ vào bo trước thì nó mới là ok nhá. Mình có xe này không lo lắm. Hay là tí nữa mình lấy xe chạy vào nhỉ anh em. Có đứa chúng nó vừa đang hack xong nhau rồi. Bên dưới có người này. Ngay chỗ cái ống cống này, thôi kệ, lên xe đi. Chúng ta có xe mà sao phải ngại anh em. Có xe chạy phát vào thẳng bo luôn chứ sao phải ngại nhở. Đậu xanh này làm sao. Tên bảng, ngon. À, một đứa chạy LDM anh em ơi. Hai thằng nữa. Khá là căng thẳng đấy. Một đứa ở ngay phía dưới, một đứa ở ngay phía trên này. Vừa hạ gục nhau rồi cả. Gắt ở nhà. Gắt phết ở nhà, gắt phết ở nhà anh em ơi. Đậu xanh. Làm sao đấy. Làm sao đấy em ơi. Yes, 10 kill top 1. Một con số vô cùng là tròn trĩnh nha. Lại 10 kill top 1 này, tuổi gì. Mấy đứa tính chơi anh mà dễ à, không đơn giản đâu. Bom keo này, tha hồ xả hà mọi người nhá. Full bom keo luôn. Tiếp đến là liệu chóa này. Liệu chóa luôn này, rất là nhiều liệu chóa luôn nha anh em. Ok. Yes. Ui. Liệu chóa mà nó trắng cả màn hình luôn anh em ạ. Không xem được kết quả luôn nhá. Đây đây, 10 kill top 1. Đủ gắt chưa mọi người? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.